Rồi, ok, hello anh em nhá. Thì ở trong video lần này mình sẽ hướng dẫn anh em cài tiếng Việt vào game. Thì bước đầu tiên anh em cần có đấy là tải cho mình. Đấy là cái thư mục Việt hóa game Football Live 2023. Ở đây thì mình sử dụng file của tác giả Nguyễn Xuân Đức. Bây giờ mình sẽ giải nén nó ra. Sau khi giải nén ra chúng ta ra được hai cái file, hai cái folder ở đây. Tùy vào mục đích sử dụng, ở đây có một cái folder đó tên là download thì cái này anh em sử dụng với anh em khi mà anh em cài cpk còn cặp like cpk này thì anh em sử dụng khi mà anh em dùng cider thì anh em mở thì bước tiếp theo anh em mở cho mình đó là thư mục cài game nếu như mà anh em nào mà cài bằng cpk thì anh em vào phần download đây Ở đây nó có cái phần ví dụ như phần uh, extra 15 anh em chỉ cần thay thế vào đây là được sau đó anh em vào game và tận hưởng đấy là đối với anh em nào cài bằng CPK không nhất thiết là phải là số 15 anh em có thể đặt từ số 1 cho đến số 16 không nhất thiết là phải số 15 còn trong clip này mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài bằng Cider thì anh em vào cho mình sẽ là cặp Cider Addon vào cho mình phần like CPK rồi tương tự bên này đây anh em copy cho mình copy cái file này sang bên thư mục cài game Cider Addon like CPK đây anh em paste mình vào đây ok như vậy là đã xong một nửa rồi bước tiếp theo Anh em mở cho mình đây là CIDER INI Rồi Anh em để ý cho mình đây là cái khu vực CPK ROOT ở đây Anh em xuống dòng cho mình một phát Anh em tab vào Anh em đánh dòng lệnh là CPK.ROOT Cách bằng cách Mở ngoặc kép Chấm Sược Like CPK Nói chung anh em viết như bên trên Sau đó anh em thêm mình một sược Sau cái dấu sược này là anh em để cho mình Đấy là cái tên của cái thư mục mà anh em vừa có vào đây VH FL23 bay Nguyễn Xuân Đức nhưng anh em chú ý đây là sau khi mà anh em viết xong anh em có thể tự viết tay được hoặc anh em cóp như mình cho nó nhanh mà nó chính xác từng ký tự sau khi viết xong anh em đóng cho mình ngoặc kép vào đóng cho mình ngoặc kép xong anh em lưu lại bằng tổ phím Ctrl S hoặc anh em vào file và anh em chọn xếp anh em nào mà dùng nguyên tiếng Việt thì vào tệp sau đó chọn lưu. Sau đó anh em tắt đi. Trước khi vào game, như tôi đã nói ở rất nhiều clip, hướng dẫn đây là gì? Cái này chúng ta là tinh chỉnh game bằng Cider, như vậy anh em mở cho tôi Cider lên trước. Sau đó anh em vào anh em vào game Rồi như vậy là giao diện của game đã được thay đổi sang uh, ngôn ngữ tiếng Việt. Ở đây là nguồn tác giả được việt hóa bởi Yến Thỏ Bông và được làm lại chỉnh chu hơn bởi tác giả Nguyễn Xuân Đức. Bạn nào mà sử dụng những cái file của Yến Thỏ Bông thì là đã từ cách đây là cũng rất là lâu rồi. Nhưng mà mới đây thì tác giả Nguyễn Xuân Đức đã làm lại một file, đã làm lại một file việt hóa và sử dụng một số các cái từ ngữ cũng như là các thứ nó có thể là bám sát hơn đây như anh em thấy rằng là gì ngay ở dưới đây thôi bình thường ở đây toàn tiếng anh thôi đây cài đặt tất cả mọi thứ đã được chuyển sang tiếng việt vâng chúng ta sẽ vào và xem một số uh, thứ vâng có ngoại trừ cái uh, quốc tịch thì quốc tịch thì tất nhiên là chúng ta nên tôn trọng chúng ta để như vậy là để nguyên tên quốc tiêu hóa như vậy là là được Vâng, chúng ta sẽ vào và xem các thông số chỉ số. Tôi sẽ xem của Mark Rutherford. Đây các loại chỉ số. Vâng, các chỉ số cũng đã đều được hiện sang tiếng Việt hết rồi. Anh em có thể quan sát thấy rõ ràng là như vậy. Các loại chỉ số cũng đã sang tiếng Việt. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ Nếu như mà anh em trong trường hợp anh em mà không muốn chơi bản Việt hóa nữa thì rất đơn giản thôi. Anh em vào và xóa cho mình cái thư mục đấy đi hoặc anh em vào phần Cider bánh răng này Cider configuration này anh em chỉ cần thay đổi cho mình một cái gì đấy ở đây thôi anh em viết thêm vào này như vậy là các cái tên này nó không giống nhau cái tên mà anh em viết vào trong cái phần Cider này nó khác với cái tên của cái cặp này như vậy là nó không nhận được nữa nó không nhận diện được đấy là hai cặp trùng nhau nữa và nó sẽ không có hiệu nghiệm hoặc là anh em phải xóa luôn cái dòng hoặc là xóa này đi ví dụ như mình đây anh em có thể nhìn thấy là mình vẫn đang để sẵn cái file bình luận tiếng Việt đa cộng của tác giả Nguyễn Xuân Vũ nhưng mà ở đây mình không có Thế nên là khi vào game thì mình cũng không có bình luận tiếng Việt nếu mà anh em nào cần thiết hẳn thì anh em xóa hết đi cũng được cho nó cho nó nhẹ cái đấy thì mình không khuyến khích lắm ở đây thì mình tất nhiên mình muốn chơi tiếng Anh thôi bởi vì tiếng Anh thì Thế các bạn chơi thế cho nó đúng gốc của game Và cái phông chữ nó cũng Chỉnh chu hơn Rồi và Ở trong clip này mình đã hướng dẫn anh em Chuyển đổi ngôn ngữ của game Từ tiếng Anh sang tiếng Việt Theo hai cách đó là sử dụng File CPK và Sử dụng Cider Những anh em nào mà Những anh em nào mà Muốn thực hiện thì anh em cứ bám sát vào clip và cái file này thì mình sẽ ghi ở phần mô tả. Cảm ơn anh em đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn anh, xin hẹn gặp anh em ở trong những clip tiếp theo.